Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú dê to này. Mình bắt tay vào tô của mình nhé. Mình sẽ tô một thêm trước này. Các bạn nhớ theo dõi hết video của mình để xem mình hoàn thành bức tranh nhé. Thank you.
là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn